Sau đám cưới, Khánh Thi bất ngờ đăng đàn chuyện hận cả thế giới, kể về những bất ổn tâm lý. Bài đăng của Khánh Thi mới đây đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Khánh Thi, Phan Hiển là một trong những cặp đôi đẹp của VBiz. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cả hai đã chính thức về chung một nhà hồi tháng 12 năm 2022 bằng đám cưới cổ tích với hơn 1.000 khách mời tham dự. Kể từ sau đám cưới thế kỷ, Khánh Thi, Phan Hiển liên tục phát cẩu lương trên mạng xã hội. Mới đây nhất, Khánh Thi đã xả kho loạt ảnh chụp với váy cưới, đồng thời chia sẻ về những ngày tâm lý bất ổn. Theo đó, Khánh Thi chia sẻ lại bài viết trên trang cá nhân của Phan Hiển, đồng thời trải lòng, không phải 365 ngày ta đều vui hay hạnh phúc. Sẽ có những ngày rất bất ổn về cả tâm lý, cuộc sống, công việc và con người. Nhưng nếu luôn có một người động viên bạn lúc bạn cảm thấy trống rỗng, thì nếu ta đủ yêu và nhìn nhận mới thấy rằng người bên ta lúc ta cần là người ta cần trân trọng. I love you, tôi yêu bạn, phóng viên, ông xã, Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Đang hận cả thế giới thì nhẹ hết cả lòng. Bên cạnh đó, ông xã của Khánh Thi cũng viết lời mật ngọt trên trang cá nhân, anh làm việc gì cũng rất tệ, vì lúc nào cũng quên trước quên sau. Nhưng có mỗi việc nhớ em là anh giỏi nhất. Có thể thấy dù gặp phải những bất ổn trong công việc lẫn cuộc sống, tuy nhiên Khánh Thi luôn nhận được tình yêu thương của ông xã Phan Hiển. Chính điều này đã giúp nữ hoàng Dance Sport vượt qua những khó khăn, từ đó có được hạnh phúc như hiện tại. Cuộc sống mệt mỏi chỉ cần câu này của chồng là tất cả mệt mỏi đều tan biến. Nhìn hai vợ chồng mà hạnh phúc quá. Bên nhau một thập kỷ mà cứ như vợ chồng son, ngọt hơn cả mật.